Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, một ngày làm việc rất là căng thẳng từ 6 giờ sáng đến bây giờ. Và mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn đang có mặt tại một phòng của các nữ quân nhân. Bây giờ xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện với một nữ quân nhân tại mặt trận tháng 2 năm 1979. Em chào chị. Dạ vâng. Vâng. Chị Minh ơi, vào năm 79 thì chị làm gì ở đây? Năm 1979 dạ. Thì chúng tôi là ở đơn vị trung đoàn 567, bệnh xá trung đoàn 567 dạ. Tôi làm quản lý ở đó dạ. Và 17 tháng 2 năm 79 bọn Trung Quốc là đánh sang khắp dải biên cương tổ quốc của mình dạ. Thì tôi là được phân công, trước đó là tôi được phân công kiêm cái quản lý của cái lớp tập huấn cán bộ từ đại đội, trung đội trở lên đến trung đoàn. Thì ở dưới cái chỗ xe thông tin thì tôi cứ hàng ngày thì tôi xuống xe thông tin, tôi xuất lương thực thực phẩm cho bộ phận nấu cơm, xong tôi lại về bệnh xá trung đoàn để làm công việc của mình ấy. Dạ. Thì đến ngày 17 tháng 2 đó, thì đến ngày 18 tháng 2 thì là chiều 18 tháng 2 là bắt đầu có thương binh đưa về dưới. Dạ. Chốt đưa về dưới khâu chĩa Tà Lùng đưa về trên này. Thì lúc đó thì chỗ cái bệnh xá của chúng tôi thì một nửa là các bác sĩ và y sĩ và y tá xuống chốt phục vụ xuống chốt, còn dạ. Một nửa ở lại trên bệnh xá thì có anh Thi là chính trị viên y sĩ, anh Hẳn là dược sĩ và đồng chí Bảy là dược tá, và bốn đồng chí nuôi quân nữ dạ. Và hai đồng chí y tá, đồng chí Huệ và đồng chí Tuyến dạ. Và tôi là quản lý. Thì càng hàng ngày thì thương binh về, mỗi ngày về thêm một nhiều đấy, thì chúng tôi đã thay nhau coi như là đi chăm sóc thương binh dạ. Thay băng, thay bó băng, rồi thì là cơm cháo các thứ này cho các đồng chí thương binh dạ. Hết ban ngày và cả ban đêm. Thế hàng ngày hàng đêm thì tôi với đồng chí Huệ y tá là một ca, và đồng chí Tuyến với lại một cái chị Lân là người ở ngoài thị trấn Quảng Hòa bộ đội phục viên về một ca, là hai ca thay nhau đi chăm sóc thương binh thâu cả đêm, suốt đêm thâu đêm đến sáng. Thế thì đến tình hình là đến cái ngày 27 là tháng 2 đấy, là tình hình rất là căng thẳng, cho nên là có lệnh của trung đoàn là cho sơ tán thương binh đi. Vì bởi vì lúc đó là thương binh về đấy là khoảng trăm, hơn trăm thương binh ở cái bệnh xá đó, doanh trại đó. Đấy thì khi mà lúc đó thì có lệnh của trung đoàn anh Thi về phổ biến là phải sơ tán bớt thương binh đi, chứ không tình hình căng là có thể là bọn tàu nó tràn vào thị trấn Quảng Uyên đấy. Thế thì tất cả các cái đồng chí thương binh nhẹ mà đi được thì là chúng tôi tổ chức cho các anh là đi, là có người dẫn đi, là đi tự đi vào trong các cái xã vùng sâu đấy. Dạ. Thế còn các đồng chí thương binh nặng thì là cáng lên trên cái hang canh giềng ấy. Dạ. Đấy. Thì thời gian đấy là đêm là mưa gió, mưa phùn gió bấc. Thế mà lực lượng thì rất là mỏng. Ở lại chỉ còn có, như vừa rồi tôi nói đấy, thì có mấy chị em nữ thôi. Dạ. Thế là tổng số khoảng độ 10 người thôi. Dạ. Đấy, thế thì mỗi người một việc, là bộ phận nuôi quân thì cơm nước, lo cơm cháo, còn bộ phận hai đồng chí y tá với chúng tôi là lo coi chăm sóc thương binh. Dạ. Đấy, và hôm đó thì là cáng lên trên hang canh giềng đấy, thì là lúc giờ lực lượng cũng ít, thế là mới lấy một số trung đoàn cho lấy một số cái các cái con em dân tộc ở dạ. những cái xã lân cận đấy dạ. là vào để cáng thương binh đi sơ tán vào trong các vùng sâu, các xã vùng sâu dạ. Thì đi buổi sáng là đi được gần, à đêm đấy là đi được một chuyến với các đồng chí thương binh, và đưa thương binh đi là được một chuyến. Thế là, và tôi thì là đồng chí Huệ và đồng chí Tuyến, và chúng tôi đã nói với nhau là bây giờ là hai em là đưa các anh cùng đi cùng thương binh lên trên hang, còn chị thì là sang bên cái chỗ xe thông, doanh trại của xe thông tin đấy phát lương thực thực phẩm cho các cái đồng chí tân binh đấy, để
đem đi theo để sang cán thương binh lên trên vào trong cái nơi an toàn. Thế thì chúng tôi là mấy đại đồng chí Trâm ở bên xung kích, và chúng tôi đi cùng với chỗ anh Mỹ là chính trị viên và một số đồng chí nữa để sang cái xe thông tin đấy là phát lương thực thực phẩm cho tân binh. Thì đồng chí Mỹ là chính trị viên đấy lúc giờ là quán triệt, thì đồng chí nói gần như khóc là các đồng chí tân binh phải quyết tâm. Các đồng chí thương binh chứ tân binh, tân binh, tân binh ấy, là để đi cán thương binh ấy, phát lương thực thực phẩm cho các đồng chí để đi cán thương binh, là các đồng chí phải quyết tâm đưa thương binh vào nơi an toàn, không được coi như là phản bội, mà phải tập trung đưa các đồng chí thương binh vào nơi an toàn nhất bằng mọi giá, khó khăn gian khổ thế nào. Các đồng chí anh Mỹ nói gần như là khóc, mà quán triệt tân binh đấy. Đấy thì là khi mà các đồng chí phát xong lương thực thực phẩm là các đồng, mọi người là đi sang bên này. Thì lúc đó trước khi đi thì em Huệ y tá, em Tuyến có dặn tôi là chị ơi, chị đi xong xuống làm phát xong lương thực thì chị sáng mai chị lên hang của chúng em. Thì tôi cũng bảo là được rồi các em cứ yên chí, xong việc là chị lên chứ không cần chờ đến sáng mai. Đấy, thế thì khi mà chúng tôi bên này xong việc rồi thì dọn dẹp các đồ dùng các thứ này khác, là chúng tôi mấy anh em là đi sang hang bên này để cùng đi với địa thương binh đấy. Thì khi chúng tôi sang đến bên này quả núi rồi thì là thấy tiếng súng nổ ầm ầm rồi, thì chúng tôi đi sang bên này quả núi rồi thì có mấy người dân người ta chạy ngược về bên này, người ta bảo các anh các chị ơi, tàu nó tràn hết vào đấy, nó bắn hết lên cái hang rồi, nên là đông lắm. Thế thì anh Mỹ bảo thế thì không thể sang được, thì chúng tôi quay lại thì là bên lại một số các anh em tân binh đấy với lại cái chị Lân mà bộ đội phục viên đi cùng chúng tôi, rồi cậu khen là liên lạc của C con Y đấy, là đi cùng lên trên núi, và đồng chí Trâm, đồng chí Mỹ, đồng chí Lệ là đi lên trên núi, lên men theo lên núi, thì là đi cứ đi vừa đi vừa men theo, mang theo cũng chỉ được ít lương thực thôi, không mang được gì cả. Thế thì hàng lên trên đó thì là trong những ngày đấy thì chúng tôi quay luồn rừng, xong là anh Mỹ lại lệnh cho là cái một số thương binh ở trong cái xã độc lập ở mấy bên trong các thứ khác thì là nó tản mạn như thế, thì chúng tôi lại đi tìm để thu dung thương binh về. Đấy, thu dung các đồng chí thương binh mà nhẹ đấy, mà sơ tán vào rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết tin là một số đồng chí thương binh ở trong đấy là đã bị coi như là tàu nó tràn vào, nó đã bắn giết, chạy ra đến đâu nó bắn theo đấy. Thì là chúng tôi trong khoảng độ từ mùng 1 tháng 3 mà đến ngày 14 tháng 3 là anh chị em ở trong đó là trên rừng là không có cái ăn, phải đi ăn rau, ăn kiếm cái đồ ăn ở trong rừng đấy, để anh em ăn, và đồng thời là đi tìm anh Mỹ cho đi tìm coi như là thu dung thương binh, xem các đồng chí thương binh mà tản mạn chạy ra thì ở chỗ nào để thu dung được một số anh em thương binh về. Bây giờ thì tôi cũng không có nhớ tên nữa. Thế nhưng mà khi về thì đến ngày 14 là quân tàu nó rút, thì là anh em đoàn chúng tôi xuống núi. Thì cách đấy 2 hôm, 3 hôm thì cái cậu khèn liên lạc đấy, cậu có lên, cậu bảo tôi là chị Minh ơi, em vừa lên hang xong thì chị Tuyến chết ngồi, chị Huệ chết nằm, và các anh ở trong hang là chết hết rồi, cháy đen rồi. Thế tôi, nhưng mà em vừa mới lên một tí xong rồi lại có tiếng súng ở dưới, nó bắn, nó vẫn phục ở dưới chị ạ. Thế thì em lại phải lối xuống dưới. Thế và các cậu khèn lại lên đấy, ông đi cách 2-3 ngày nữa thì cậu lại lên, xong cậu về, cậu bảo chị ơi, em nay em lại lên hang rồi, thì em đẩy chị Tuyến nằm xuống cạnh chị Huệ rồi. Thế và mặt chị Huệ không nhận ra nữa, em đậy cái nón vào. Đấy, thế thì đấy là ngày 15. Thế sáng 16 thì tôi có rủ chị Lân là đi lên hang với tôi. Thế thì hai chị em là bịt khăn vào miệng rồi. Thế và đi thì lên đến dốc hang canh giềng đấy, thì là đã có một đồng chí nằm, xác chết nằm ở đó, nằm sấp, và cái đầu gối nó quấn băng trắng. Cái hôm đấy thì thời đấy là tôi nhớ tên, vì là ở thương binh ở trong
về bệnh xá thì tôi nhớ tên một số là quen quen, tôi nhớ tên là biết tên. Thế nhưng mà hôm đấy bây giờ thì không nhớ tên là gì nữa. Thì là đầu đấy, thế là dốc, đầu dốc là đã có một đồng chí thương binh nằm úp quấn băng trắng đầu gối rồi. Thì tôi đi vòng xuống dưới, thì lúc bây giờ là ngay cái chỗ sát cửa hang hôm nay đấy, là nó có một cái chuồng lợn. Thế thì đi vòng qua cái chuồng lợn đấy vào cái bãi đất trống chỗ này thì mấy anh em tân binh nằm đây, nằm rải rác đây là khoảng hơn chục người. Đấy, thì có hai ba vài con lợn nó đang gặm đầu một cái anh nằm ở chỗ kia. Thế tôi mới lại ra, tôi tìm cái que, tôi đuổi đi thì tôi nhận ra là à anh này là anh Nghiêm, là trước anh là đại đội phó của đại đội 7 chúng tôi. Đấy, đại đội 7 mà đóng ở cái xã Quốc Phong mà cả đơn vị sinh hoạt ở trong cái hang Canh Giềng đấy là vẫn được. Thì lúc đó thì tôi định chuyển lên trên bệnh xá trung đoàn rồi, từ tháng 8 năm 78 là tôi chuyển lên rồi. Thì đơn vị cũ đấy, thì sau đó anh Nghiêm đại đội phó này anh ấy chuyển lên đại đội 5, đại đội trưởng đại đội 5. Thì đến hôm anh ấy bị thương là anh ấy rơi từ trên ta luy rơi xuống để chùn xương sống. Thì anh bị thương rồi thì là cáng anh ấy về đưa về bệnh xá để chúng tôi chăm sóc cho. Thì đến hôm tối hôm trước là khênh anh lên trên đó, trên hang, không đi được đấy. Thì đến khi tôi đến tôi nhận ra là anh Nghiêm là hai ba con lợn nó đang gặm cái đầu anh đấy, đang gặm đầu. Thì tôi mới đi tìm cái que để đuổi đi. Thế thì đuổi đi thì nhận ra anh đó và một số tất cả tân binh là kiểu đang cáng anh ấy, một số thương binh xuống đến cửa hang thì nó bắn vào đấy. Tức là mình đưa lên hang, sau đó mình lại chuyển di rời khỏi hang. Đưa lên hang xong phải chuyển đi thì là đi xuống một số đấy, các anh là cáng xuống đến cửa hang là nó bắn vào hàng anh ấy. Chị có nhớ là khi mà mình mang lên hang thì nhiều không? Và đã chuyển di chuyển đi thì được nhiều không? Lúc chuyển đầu thì tôi không có ở đấy. Dạ. Nhưng mà chuyển đi cũng được nhiều. Và ngay như chỗ đây này anh Bán này, là thương binh này. Dạ. Và anh Hồng là thiếu tướng bây giờ đấy. Vâng. Là về sau đấy. Thì là hai anh này là chỉ được đi được khoảng 15 phút rồi. Thì là bắt đầu là tàu nó vào đấy. Thì là hai anh này thoát chết. Và một số anh em nữa là thoát. Em hiểu thế này có đúng không? Tức là lúc trước là mình di chuyển thương binh về, thì mình di chuyển thương binh nặng về đấy. Không, tất cả đều về bệnh xá hết. Vâng, nhưng mà khi mà có lệnh thì là khi mà có lệnh thì là chuyển thương binh lên cái hang đấy. Chuyển lên thương đấy. Thương binh nặng cán vâng. Lên đấy, thì còn thương binh nhẹ là các anh ấy đi tự được đi. Tổ chức cho người đưa đi. Vâng. Sau đó mình lại chuyển từ đấy đi nơi khác. Chuyển từ đấy lại đi vào trong cái xã bên các cái xã sâu bên trong. Vâng, tức là lại chuyển đi tiếp sâu hơn đấy. Thì mình đã chuyển được một chuyến đi rồi. Đấy, được chuyển một chuyến đi rồi. Và đang chuyển chuyến thứ hai hay đấy. Gì đó thì là chuyển chuyến thứ hai thì và đồng thời là đấy như tôi sang bên này là tôi lấy phát lương thực cho các đồng chí tân binh mới để là sang tiếp để chuyển tiếp đi đấy. Vâng. Thì là lúc bây giờ là nó tràn vào là nó bắn vào đấy rồi. Thế thì khi trước khi đi thì có hai khẩu AK, hai khẩu CKC thì là để cho em Huệ, em Tuyến là mang hết lên. Còn tôi thì sang bên này tôi phát lương thực thực phẩm. Tôi với đồng chí Trâm thì là phát lương thực cho các tân binh thì chúng tôi không mang, chỉ mang có hai quả lựu đạn thôi. Đấy, thế là đồng chí Trâm thì là bây giờ là vợ của anh Bán này, đồng chí Bán này. Đấy. À. Vâng, đấy, thế đồng chí Trâm ở bên bộ phận xung kích được bổ sung sang để làm đi tiếp phẩm cho cái chỗ tập huấn này với tôi. Còn nếu không mà đồng chí Trâm mà không sang đấy thì đồng chí Trâm cũng hy sinh ở cái chỗ dưới bản Lũng Ngùa, chỗ một số nữ xung kích này ấy đấy. Đấy, thế thì là khi chúng tôi xong công việc đến chuyến thứ hai thì là dính vào là tàu nó tràn vào. Thì cái chuyến đầu mình đi coi như là thoát. Chuyến đầu là mình đi cũng được một số vâng. Chót lọt. Thế vâng. Mà chuyến thứ hai thì là những người đó là xấu. Vâng. Vâng. Đấy, thế còn chị nói là xấu, mình nhưng mà một số đây này đồng chí Bán đây là sống sót này. Đấy, đấy, đồng chí Bán này là sống sót. Chính anh Bán này. Vâng. Thế trước đây thì là như thế thì khi mà đoàn chúng tôi sang đến giữa đường đấy thì là bên này quả núi thì là dân một số dân người ta chạy sang, người ta bảo là tàu nó tràn hết vào đây rồi. Nên là quay lại thì chúng tôi lên núi. Thế và sau cái 14 ngày đấy thì là khi mà bọn tàu nó rút thì là bắt đầu anh em xuống núi và đưa một số thương binh xuống núi. Thì chúng tôi ngày hôm 16 là cậu khen cậu vệ cậu nói thế, thì ngày hôm 16 là chúng tôi với chị Lân là lên hang. Thì đấy đi vào như thế thì là dưới chân hang là một số đồng chí chết ở đấy khoảng độ, nếu mà tổng số 26 người thì trên hang là 10 người,
còn ở dưới là 16 người, cả tân binh đến thương binh. 23 người chứ. 26 người, 23 người chứ. 23, khi ghi ở trên đấy là 23 người. 23 ấy. 23 người. Thế thì ở trên hang là 10 người. Thế còn dưới này là thế là 13 người. Tôi không nắm rõ được, đếm được bên ngoài, nhưng mà vào bên trong rồi tôi hang. Thế sau đó thì chị Lân cái chị sợ quá, chị bảo đi về đi em, bảo không chị về đi mình em lên được. Thế là chị về thì mình tôi cứ bịt cái khăn ở mũi này. Xong tôi mới bẻ cái gậy để chống để leo lên trên hang. Leo trên hang thì đập vào mắt tôi chỗ này là em Huệ em Tiến nằm ngang này. Đấy. Nằm ngang vì hôm trước đó cái cậu khèn y ta liên lạc cậu bảo nó em đẩy chị Tiến nằm xuống cùng với chị Huệ rồi. Nó úp vào mặt và lưng chị Huệ. Thế còn dọc thế này thì là bên này thì là hai cái cô cháu nữ ở ngoài Quảng Uyên vào phục vụ thương binh đấy. Thì tôi thì cứ nghĩ là em Thủy với em Thanh. Thế nhưng mà về sau thì em Thanh lại bị bắt. Thì em Thủy với em Sáu là hy sinh. Thế còn em Thanh thì là cũng nằm ở trong cái đấy thì nằm ở trên, nằm đè lên các hai em kia. Đấy, thì nó ruột gan là lủng bùng ra thì em tưởng đi em chết rồi. Thì nhưng mà sờ ra thì không phải mà là ruột gan của em Thủy. Thế thì em Thanh này bị nó bắn vào tay này bị thương đấy. Thế thì tôi vào đấy thì lúc giờ là em Thanh là nó bị nó bắt nó đi rồi. Thế thì ở cái ngày hôm đấy là đi nó bắt trước rồi. Thế còn thì tôi vào đấy thì là hai em như thế. Còn trong phía góc bên kia thì là có ba đồng chí thương binh nằm ở trên cái sạp đấy. Vẫn đồng chí nằm trên đấy. Sạp. Thế và trong cái góc hang bên này cũng ba đồng chí thương binh ngồi chết giữa này. Đấy. Thế thì tôi bảo ngồi tôi cũng nói tôi bảo là em các anh ơi thì em Tuyến em Huệ ơi các em ơi các vừa mới tích tắc một chưa nổi một hai đồng tiếng đồng hồ mà bây giờ các em đã hy sinh cả rồi này thì chị mất các em rồi thương quá. Thế mà trong khi đó thì về sau thì cái đồng chí Lợi mà ngâm mình dưới chuồng lợn đấy thì cô nói chuyện lại là khi mà quân tàu nó tràn vào thì em hỏi em Tuyến là bắn dùng súng để bắn bọn tàu. Thế cứ bắn thì nó không lên được thì là chiến đấu rất là dũng cảm. Thì là bắn khi mà bắn đến viên đạn cuối cùng thì bọn tàu cũng bị chết mất một số thì nó bắt đầu nó phụt B-40, B-41 vào trong hang là cháy xém. Bản thân là thương binh cũng cháy xém đen xỉ như thế. Thế ngày hôm đấy là tôi lên thì cái thời gian đấy là mưa dầm gió bắc. Tháng 2 này, tháng riêng tháng 2 mưa dầm gió bắc tháng 3 rồi. Thế cho nên là cái thời tiết như thế nó ẩm ướt nên là những cái thi hài của các đồng chí là chết nó thối rữa rồi. Nó mùi nó bốc thối lắm. Thế thì tôi cũng ngồi các đồng chí nằm đây thì tôi cứ lấy dọn dẹp các cái dụng cụ quân y rồi quân tư trang của em Huệ em Tuyến. Thế là tôi cứ dọn dẹp tôi để gọn vào một chỗ. Một mình tôi là ngồi ở trong đấy khoảng tiếng gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi cũng không muốn xuống đâu mặc dù là tất cả là từ bên dưới lên trên hang là xác chết là các đồng đội nằm rải rác ở đấy. Thối hôi thối cực kỳ luôn đấy nhưng mà tự nhiên lúc bây giờ tôi không nghĩ gì đến sợ hãi cả. Mà tôi chỉ thấy một thương rất là thương đồng đội của mình và thương em Huệ em Tuyến và thương cả bản thân mình là một tích tắc thôi mà mình cũng sẽ hy sinh ở đó. Mà bây giờ coi như là nhìn thấy các em như thế này thì thương quá. Thế thì là tôi cứ ngồi đấy tôi nhặt nhạnh quân tư trang rồi dụng cụ quân y các thứ xong rồi đấy. Thì một lúc thì tôi bảo em Huệ ơi em Tuyến ơi chị vĩnh biệt các em bây giờ chị về. Thì chỉ nếu như các em mà sống khôn chết thiêng được các em phù hộ cho tất cả anh chị em các đồng đội trung đoàn mình, bệnh xá mình, xe quân y của mình là mạnh khỏe và tiếp tục coi như là chăm sóc thương binh, cứu chữa thương binh. Thì thương xót quá rồi chị vĩnh biệt các em một lần cuối. Thế tôi ngồi xuống gần xác của em và em Tuyến. Thì tôi hôm trước là cái cậu khèn cậu bổ mặt chị Huệ không nhận ra nữa. Thì tôi mở thì em đậy cái nón vào rồi. Thì tôi ngồi xuống tôi mới nói như thế xong tôi mở cái nón của em đậy mặt em Huệ ra. Tự nhiên tôi dùng mình. Từ trước tôi không sợ một cái gì. Lúc giờ tôi tự nhiên tôi dùng hết mình. Đầu óc coi như là nó không thể tả nổi được là cái tâm trạng của mình nữa. Mặt em Huệ là một đống bọ nhung nhúc toàn bằng đầu đũa. Nó chổm lổm chổm nó
nó ngoi lên này đấy, mình tưởng tượng như thế. Thế là tôi lại khóc, đậy cái nón vào, tôi ngồi tôi khóc. Ngồi tôi khóc một lúc lâu. Thương các em quá em ơi, mà em chết không toàn thây thế này, tôi thương quá. Suốt đời coi như là cả cuộc đời về sau này không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh của mặt em vậy và các em tuyến như thế. Thế tôi ngồi lúc một lúc khóc các em như thế, khóc các anh như thế dừng lại. Thì là tôi dọn dẹp tôi đi xuống, xuống thì đi về, về chỗ chỗ doanh trại. Về doanh trại thì chỗ doanh trại thì nó phá, bắn phá hết, tàn hoang hết cả ra, cho nên là không còn gì nữa. Thế này từ đó đi là cả một thời gian dài lúc nào tôi cũng nghĩ đến đồng, các đồng chí ở trong hy sinh trong hang thương binh, và em nhất là em Huệ với em Tuyến và em Thủy với em Sáu, không lúc nào nguôi ngoai để nhớ thương các em, và không lúc nào nguôi ngoai là tưởng tượng ra cái mặt em Huệ nó lại khổ như thế. Và đến ngày ngày hai ngày hôm sau nữa là dân quân ta đi ta làm công tác tử sĩ, thì hôm đấy là anh Lang với anh Quy là y sĩ ở, anh Quy là y sĩ của bệnh xá và anh Lang là ở bên trưởng ở tiểu ban quân y ở bên trung đoàn bộ, là các anh ở chốt về, thì anh cũng có lên hang. Thì đến ngày hôm sau thì anh có nói mới bảo với tôi là các anh vừa lên hang rồi, ở bệnh xá mà lúc thương binh về nhiều ấy, thì chúng tôi có hai cái khẩu súng CKC đấy, là thương binh cứ nhăm nhe vào ăn trộm để đi xuống chốt, chúng tôi phải giữ, bảo chị em là giữ. Thì đến hôm đấy là lên hang là hai em có hai khẩu súng đấy là mới bắn lại được cái bọn Trung Quốc đấy, chứ không thì chẳng biết thế nào được. Em cũng rất là muốn hỏi chị về cái tình hình thương binh của mình ấy. Thì thương binh thì cũng có thương binh nặng, thương binh nhẹ. Và khi mà chuyển về về phía đưa về chỗ các chị điều trị ấy, thì cái tinh thần của anh em thương binh như thế nào hả chị? Tinh thần thương binh, anh em thương binh thì rất là các anh cũng những anh thương, anh em thương trường, anh em thương binh như nặng tôi không biết gì, thế còn các anh em thương binh nhẹ thì vẫn cứ rất là lạc quan chứ không có vấn đề gì là buồn bã thế này khác cả. Vâng, thế cho nên là cũng mà đến hôm mà đơn vị mà bắt được một cái thằng lính Trung Quốc đưa về, nó bị thương ở bả vai, thế đưa về bệnh xá thì nó bảo là nói tiếng quan hóa là bộ đội Việt Nam đánh lại quên chữa lành vết thương cho nó, thì nó giúp bộ đội Việt Nam đánh lại Trung Quốc. Thế thì một số đồng chí thương binh nhẹ của ta mà đi được ra, xông ra định xông vào để đánh, thế là với mọi người phải can hết đấy, can coi như là đẩy ra đấy, là băng bó cho nó rồi đưa đi chỗ khác. Anh em vẫn cứ hăng say là muốn vào xin khẩu súng để đi xuống chốt đấy, một số anh em vẫn muốn là đi, vẫn muốn quay trở lại chốt. Vâng đấy. Tinh thần cũng cứ hừng hực như này, vẫn căm thù bọn giặc mà cũng muốn là nhẹ như thế, muốn là quay lại xuống chốt để chiến đấu tiếp. Khi mà biết bọn Trung Quốc nó tràn ngập hết cả rồi ấy, mà dân người ta báo ấy, thì các chị có sợ không? Không, chúng tôi không sợ cả bình, bởi vì như này nhé, bốn chị em ban đêm một cái cả một cái doanh trại nữa, cái sân rộng, đây nhà chúng tôi hai chị em cứ đi một ca từ nhà này sang nhà kia, từ nhà này sang nhà kia nữa. Trời tối âm u, đêm hôm mà mờ mịt lại còn sợ thám báo, mọi người cứ bảo những bọn thám báo nó ở ngoài núi cái nó ập vào nó bắn hoặc nó bắt cóc chết. Nhưng hai chị em một ca cứ đi thay nhau đi, xong là lại về lại, nhất là thương binh về, những đồng chí thương binh nặng hoặc đau cứ gào thét nên rồi lại phải cho đi đưa thuốc an thần cho uống này, hoặc là đi băng bó cho, hoặc là cho đói này, cho ăn cơm ăn cháo là chăm sóc các anh như thế, ban ngày như ban đêm, hầu như ban đêm là chúng tôi thức thâu đêm là đến sáng, cứ thay nhau chỉ chợp mắt một tí thôi chứ không chợp mắt được nhiều, thì nghĩa là thế. Thế cho nên là đến cái ngày cuối cùng của tháng 2 đấy là tình hình căng như thế, cho nên là đưa sơ tán anh em đi. Khi mà cái chuyến thứ nhất là chuyển thương binh từ hang Canh Giềng đi vào sâu hơn, đúng,
thì chị sang bên kia để thu dọn. Thì lúc đấy là bên đấy còn nhiều người không chị? Bên đấy chỉ còn có, không còn nhiều người, chỉ có tôi là một này, đồng chí Trâm là hai này, anh Mỹ là ba, anh Lệ là bốn này, như này một mấy mấy đồng chí Khèn liên lạc là năm này, với lại cái chị Lân ấy là sáu này, thế và còn một số tân binh mà vừa mới phát gạo mới thực phẩm cho đấy. Vâng. Đấy thì là một số là sang được đến bên kia, còn một số thì là quay lại, thì rồi thì khi lên núi là người ta cũng đi. Vâng. Quê hương bản quán gần đấy chắc người ta cũng về chứ không đi cùng. Tân binh hay là dân quân dân, hả chị? Dân, một số thanh niên. Chúng tôi còn thu dọn xong chúng tôi sang sau. Được. Thì là phát cho các đồng chí đi rồi. Thế chỉ thì còn những một... người đấy là đi đâu chị? Đi sang để cáng thương binh nhà mình thì như thì vậy có nghĩa là cũng sẽ hy sinh. Sang bên đấy thì cáng được ít ra xuống đến, đến cái dưới chân núi này. Được. Chân hang này thì là bị chết ở đấy. Thì là bị sang đấy là một số tân binh, nhìn đến một số tân binh là chết ở đấy. Nhưng mà có con lợn, nhưng có cái mặt tân binh không dám nói, mà mặt tân binh lợn nó gặm quay như này, còn như là cái vẽ cái hình nguy hiểm chết người trên cột điện, nó còn hõm như thế đó. Đấy là tân binh đấy, một số là một đại anh em tân binh. Còn khi mà mình quay trở lại, chị quay tới để đi cái chuyến nữa, tức là quay sang mà xong rồi gặp dân rồi mình không đi nữa. Lúc bây giờ nó tràn vào rồi, gần sáng rồi. Thì quay lại và đi lên núi ấy, thì cái đoàn của mình lúc đấy đông không hả chị? Đoàn của mình lúc đấy không có vài người. Vẫn cái mấy người đấy. Vẫn mấy người. Thế có đi với dân không hay chỉ có mấy người? Không đi với dân. Thế là cứ mấy người. Vì ở doanh trại nó mới sang, không đi với dân. Vâng. Vâng. Thế xong rồi mình cứ đi thế. Thế xong rồi bắt đầu lúc quay lại thì đã đi theo lên núi. Đi trèo lên núi bên này, đi trèo lên núi. Lúc đấy là mình cũng mất liên lạc với đơn vị luôn rồi. Lúc mất liên lạc với đơn vị, làm gì cũng không còn ai mà có liên lạc nữa. Đấy, thế cho nên là mình lên núi. Lên núi xong thì là hàng ngày đấy là đi luồn vào sâu, đi sâu vào các cái vùng mà những cái xã bên trong để đưa thương binh nhẹ vào đấy. Vẫn đi tìm thương binh. Đấy thì là anh Mỹ và tôi bây giờ tất cả các đồng chí ở đây là đi tìm và thu dung thương binh về. Được. Đấy. Về là về đâu hả chị? Là về cái chỗ chúng tôi, vẫn ở trên cái núi đấy. Vẫn ở trên núi mà đi tìm thương binh để đem về chăm sóc tiếp. Đấy, chăm sóc tiếp. Dạ. Thế ở bên này cái núi này, thì bọn thầu nó ở bên kia cái núi này. Thế tôi với đồng chí Trâm ấy, là tối đến là nằm, bộ bây giờ còn hai quả lựu đạn, thì là hai chị em mình nằm thế này, tay cầm quả lựu đạn đè lên bụng. Nếu như mà bọn tàu nó sang mà nó bắt được mình thì mình sẽ cho nổ lựu đạn, mình hy sinh không để rơi vào tay nó. Tôi đồng chí Trâm nói nhau thôi. Thế mà hai chị em đấy, và anh Mỹ với này, anh Mỹ thì anh ấy có một cái đài bán dẫn mang được theo, thì anh cứ lúc ấy anh mở đài rồi cứ suốt ngày là hát, là tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới rồi, chẳng kẻ thù nào ngăn bước tôi đi, ta đi. Đấy là những cái khẩu lệnh như là động viên chúng tôi. Là chị ơi, rừng. Anh Mỹ bây giờ ở đâu hả chị? Anh Mỹ bây giờ anh mới mất hồi trong năm. Dạ. Vâng. Anh các chị có hay lên đây không? Hàng năm thì tổ chức, đơn vị tổ chức thì chúng tôi lên. Như là năm 2005 này, năm 2014 này, năm 19 vừa rồi lên này. Đấy, năm nay lại đi. Cứ trung đoàn tổ chức thì đi. Vâng, trung đoàn cái tổ chức mà ở Cao Bằng. Thế còn vì vừa rồi đấy, đợt này là lên cái hang canh giềng này là tất cả ở trên Cao Bằng này, ban liên lạc trên Cao Bằng và đồng chí Tiến là ở bên Bắc Ninh đấy. Hà Giang. Anh em là coi như là bây giờ vẫn nói là phải xây được cái đền thờ cây hương ở trong hang đấy để thờ hương hồn anh em liệt sĩ, thì chúng tôi vận động các anh vận động được quyên góp để xây cái miếu thờ anh em hang canh giềng đấy. Cảm ơn chị. Tỏa nguyện cái lòng của mình là hướng về anh em thương binh và em vợ em Tuyến y tá. Chúng ta vừa nghe câu chuyện của một nữ quản lý 24 của quân y trung đoàn. Và bây giờ tôi rất là muốn mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe một người trong cuộc kể lại câu chuyện của mình ở hang canh giềng. Xin chào anh. Vâng, vâng, trước tiên thì xin cảm ơn anh đã, cũng là một cái sự có duyên mà chúng mình gặp nhau. Vâng, ạ. Vâng, tôi rất là muốn được nghe anh kể lại câu chuyện của anh liên quan đến cái hang canh giềng. À, vâng. Vâng, cảm ơn chị. Là như thế này,
Nếu như mà được phép và nói thì chúng tôi nói về công lao và tất cả các thứ của những chiến sĩ, của dân, của Cao Bằng thì nhiều lắm. Được. Thế nhưng ngày hôm nay thì tôi chỉ có nói về ở trong hang Canh Giềng thôi. Thế thì tôi lúc bấy giờ thì là một thương binh, thì là một thương binh nặng, mà tôi cũng chỉ một tình cờ có một cuộc họp, là cái người mà chăm sóc tôi lúc bấy giờ là anh Thi quân y. Anh ấy bảo là tôi là không ngờ em còn sống đến bây giờ. Anh chỉ nói thế thôi. Không có một cái điều gì kỳ diệu mà em lại sống được đến bây giờ. Thế thì cái điều mà lúc đấy thì tôi bị thương gãy cổ xương đùi. Và một nhát dao vào mông, một nhát dao vào bụng, một nhát dao vào gót. Đấy là như thế. Thì cái vết thương đấy thì đánh nhau với Trung Quốc thì là, và cũng ở đây thì cũng không phải nói gì, nhưng mà có điều là một trong những cán bộ đánh nhau với Trung Quốc coi như bằng lê và bắn súng đấy, duy nhất trung đoàn. Thì cái lúc mà nói về bình công của trung đoàn thì ông chính ủy ông có nói rằng trung đoàn mình cũng có một chiến sĩ đánh nhau với Trung Quốc bằng lưỡi lê bắn súng đấy, thì cũng cảm ơn cái điều đó. Thế nhưng chỉ có một điều là bây giờ nói về Canh Giềng ấy, thì cái lúc mà khi chúng tôi bắt đầu vào Canh Giềng thì đồng chí Minh là quản lý chung cho 2C. Lúc bây giờ thì đồng chí Minh là chung cho 2C, C quân đi và C tân binh. Đấy, thì tôi được biết như thế. Tại vì chúng tôi trước cũng ở cùng với nhau 4-5 năm, nhưng tôi biết hết tất cả những thứ mà bây giờ mình bị thương là có một người đồng hương, thế là thích lắm rồi. Thế thì khi về đến quân y thì đến lúc mà lệnh sơ tán thì tất cả là đi các nơi, và trong đó có hang Canh Giềng. Trong hang Canh Giềng ấy thì thương binh là lúc bấy giờ khi vào đấy thì tôi là thương binh nặng nhất lúc bấy giờ, thì là đi sau cùng, bởi vì tôi lúc bấy giờ không có cáng mà khênh, mà lại khênh mà võng thì gãy xương đùi, mà lại lúc không được bó bột đấy, không được bó bột cho nên chỉ có nẹp, rất là khổ sở, khênh là đau. Thế mà thậm chí lúc bây giờ chúng tôi mà khênh là chúng tôi rất là sợ. Bị thương nó chỉ tê thôi. Nó tê đi chứ nó không đau. Ở đây đau thì tôi chỉ lúc bây giờ là người nằm bên tôi là thiếu tướng Chu Minh Đồng bây giờ. Là anh ấy bị một cái mảnh pháo nó găm vào đùi, không lấy ra được. Cho nên buộc lòng là phải bó vào. Thế nhưng mà vết thương thì nó co thì là nó rất là đau. Nó đau, thế còn tôi thì nó chỉ tê đi thôi. Và nói phèo phào thôi. Lúc bây giờ máu ra nhiều lắm, nói phèo phào chứ không được nói nó mạnh dạn. Thì khi tôi vào hang thì lúc bây giờ thì đi sau cùng, thì lúc bây giờ đi sau cùng là vào khoảng cỡ 11 giờ đêm. 11 giờ đêm thì tôi vào trong đấy, thì trong hang đầy kín thương binh. Một cái hang lúc bấy giờ theo tôi nghĩ là lúc bây giờ khi lên tôi thoáng qua cái phần mà coi như là nhìn là toàn thấy đầu, bởi vì là các đồng chí không có chỗ nằm nữa, đông như thế. Thế và tôi không còn chỗ, thế là buộc lòng là phải nằm bên ngoài. Tôi và đồng chí Chu Minh Hồng nằm bên ngoài. Thì đồng chí Trâm bây giờ là vợ tôi thì có phủ cái áo mưa lên cho tôi. Lúc là trời mưa, thôi anh nằm đây. Và lúc bây giờ chúng tôi cũng bắt đầu là chúng tôi tình yêu, là đồng chí cũng sắp ra quân thì cũng rất là đàm thắm. Thế bảo thôi anh nằm đây thì em phải về đơn vị. Có gì là lúc nào rảnh thì em lên, chỉ nói như thế thôi. Thế thì chúng tôi nằm đấy thì ở trong hang lúc bấy giờ thì có hai đồng chí Tuyến và đồng chí Huệ. Đồng chí Tuyến thì cùng họ với tôi. Thế thì tôi điều trị cho tôi thì đồng chí Tuyến nói là em cũng họ cùng anh. Bởi khi về là các đồng chí phải ghi tên tất cả thứ mà. Thế thì tôi biết là đồng chí cùng họ Đinh với tôi. Thế và cũng rất là ân cần, mà tôi cảm thấy đồng chí Tuyến rất là bận bịu, nhưng cái mà phục vụ thương binh thì đồng chí tuyệt vời, như một bác sĩ rất ân cần. Đấy, cái điều đấy tôi cảm thấy là đúng là lương y kiêm từ mẫu, là tôi mới nhận thấy được cái điều đó. Đấy, rất là chăm sóc. Thế thì khi vào đấy thì bắt đầu là được một đêm hôm trước, và được đến một ngày hôm sau, thì đến tối thì bắt đầu có lệnh sơ tán. Tầm khoảng 8-9 giờ là có lệnh sơ tán. Thế và cũng rất may mắn là cho những đồng chí mà bị thương nhưng vẫn còn đi được thì bắt đầu đi, còn toàn bộ thương binh nặng thì đến lúc mà
mà tất cả những đồng chí tân binh đến khênh thì thậm chí coi như là lệnh đi nhưng chúng tôi phản đối, nói thật với chị là phản đối, là bây giờ mưa gió như thế này thì đi làm sao được, mà chúng tôi lại bị như thế này thì không đi được, để sáng đi. Thế nhưng mà tất cả những cái lời nói của chúng tôi vô ích, tất cả các đồng chí tân binh là lệnh là cứ thế túm cáng khênh này. Thì rất may cái đợt nặng nhất của chúng tôi là thương binh nặng đi được 8 người đầu tiên đấy, còn các đồng chí nhẹ thì đi rồi, còn đồng chí nặng thì cũng đều giống tôi là chống lại không đi, thôi cứ nằm đấy thì chứ bây giờ là đi làm sao được, cảm thấy coi như là không thể đi được. Bởi vì là khi tôi bị thương thì đã khênh từ ở mặt trận Phục Hòa về đến trạm xá là nó gian lao, mà lúc bây giờ mình chỉ muốn mình chết đi thôi để cho mọi người đỡ vất vả, bây giờ khênh làm sao được. Đấy, thế là như thế thì coi như là hầu như không khênh. Thế nhưng mà các đồng chí tân binh cứ túm là khênh nha. Thì chúng tôi đi xuống dốc và đến cái chỗ cái địa phận ngày hôm nay họp đấy, thì bắt đầu đằng sau là gian lên tiếng súng, gian lên tiếng súng, thì đồng chí Chu Minh Hồng ấy bảo là tàu ở đến rồi bạn ơi. Thì tôi với đồng chí Hồng thì là cùng học với nhau, thì đến lúc đánh nhau thì lúc bây giờ tôi với đồng chí Hồng ở trong hang đấy, em biết để đồng chí Nghiêm là sĩ quan ở trong ấy. Thế nhưng mà thôi thì mà lúc giờ bị thương cứ nằm đấy thôi. Thế nhưng mà chỉ có mỗi một điều là chúng tôi chỉ tiếc là chúng tôi nằm ở trên cái võng, chúng tôi không có vũ khí thôi, chứ còn cũng cứ đợi làm sao mình có một khẩu súng mà tàu đến là đánh. Bởi vì là khi bị thương bọn tôi tiếc lắm, mình đang đánh nhau này bị thương coi như không, chưa làm được những cái việc gì lớn cả mà đã bị thương này, ai tiếc. Tất cả các thương binh đều nói một điều rằng rất tiếc khi bị thương là đánh nhau được ít quá. Đấy, nó là như thế. Thế thì khi bắt đầu là khi chúng tôi đi thì trong hang là còn những đồng chí mà chưa đi được ấy, còn đợi tân binh đến khênh tiếp chưa đi được. Đấy thì lúc bây giờ là tàu nó tràn vào, thì chúng tôi cũng may mắn là coi được đi cái đoạn trước vào khoảng cỡ 15 phút. Thế thì tiếng súng đằng sau mấy bọn tôi là chỉ cách nhau có 15 phút thôi. Thế và chúng tôi lúc bây giờ thì đi xuống là đi về vùng biên giới. Đấy, chúng tôi lại bảo thế tại sao lại quay lại về vùng biên giới. Vâng, bởi vì tất cả cái địa hình lúc bây giờ là đội hình cải răng lược hết rồi. Dạ. Vâng, đội hình bởi vì chúng tôi biết được là nằm đấy. Thế nhưng mà tôi với đồng chí Chu Minh Hồng là đoán được tất cả các hướng của tàu đi. Đấy, hai thằng cứ vẫn cứ nói chuyện với nhau là tàu đang đi hướng này hướng này. Thế và chúng tôi là bắt đầu là tân binh bắt đầu khênh đi, thì quay khênh suốt đêm và đến gần sáng. Thì tân binh người ta khênh chúng tôi vào một cái hang cách cái có nghĩa là nằm ở trên cái vỉa đá đấy thôi, nhưng vẫn nghe được tiếng ô tô đi ở đường. Đấy thì nó cũng rất là gần. Đấy, rất là gần. Thế và lúc bấy giờ thì sau khi các đồng chí tân binh ấy, thì tân binh người ta mới mà, người ta cũng rất là yêu quý chúng tôi, nhưng mà người ta vẫn chưa có một cái gì hết lòng với tân binh với thương binh. Thế và đồng thời là các vị nói thật là trong chiến tranh thì nó cũng nhiều vấn đề, các chị mặc rồi đấy. Thế là cũng không có ai chăm sóc cả suốt một ngày hôm ấy. Thế thì đến sáng hôm sau thì cũng may là có một số dân quân là lại tiếp tục là vào đấy, là dân ở đấy, người ta lại khênh chúng tôi qua một cái cầu và người ta phá cầu đi, và chúng tôi sang một cái rẽ đằng sau thôi, nó cách chỗ đấy. Thế và chúng tôi qua nằm đấy thì cũng như đồng chí Minh nói đấy, là không có gì ăn. Đấy và chúng tôi trong hang đấy rất may là có cái nước để chúng tôi uống được. Trong đó về đấy thì có 8 người là còn sống sót, thương binh nặng là về đấy. Thế là về đấy cứ uống nước và nhưng cũng không hiểu sao, nhưng chúng tôi cũng không thấy đói. Nhưng có nước uống là được rồi. Thế và chỉ có mỗi một điều rằng là rất khát nước vậy. Nước uống suốt đêm vẫn không mọi người đều khát cả. Bởi vì thương binh nó mất máu rồi, nhưng lúc đấy là máu của chúng tôi thì nó cũng không còn ra nữa, nhưng mà cứ uống nước. Đấy, nhưng nếu như một tiếng bây giờ thì hứng được vào khoảng cỡ 4 lít. Nếu như hứng được ở trong hang nó rất là may mắn là có cái nước. Và chúng tôi nhịn đói đến lúc mà từ cái lúc mà khênh vào đấy đến lúc tàu nó rút. Thế nhưng mà cũng rất là kỳ diệu chứ. Mà trong hang đấy thì có 8 người, thì lúc bây giờ thì chỉ có một anh bị thương vào đầu là anh hy sinh ở trong hang thôi. Là anh đấy, xong đến tôi và đến thiếu tướng Chu Minh Hồng. Đấy là ba người nằm cùng với nhau.
thì trong một cái giải hang ấy 8 người thì có 3 người nằm cái phần đấy. Thế thì đến ngày mùng 5 thì cũng rất may mắn là đồng chí Minh và đồng chí Trâm là lên cái chỗ đấy đi tìm tòa lại thương binh. Đó, đi tìm tòa lại thương binh thì đồng chí Hồng là bị thương rất là đau, chỉ ngồi không nằm được. Thì bảo bạn ơi, coi như là Minh với Trâm nó đang lên đi kìa. Thế thì rất là xúc động kìa, thế bảo là sống rồi. Thế và chúng tôi được biết là nghe tiếng ô tô nó chạy, nó độc chạy về phía biên giới thôi. Thế và biết là tàu rút thôi, còn chúng tôi chỉ có những nằm đấy thôi. Và may mắn làm sao có những người mà người ta vào, người ta dân quân hoặc là những ai đi đấy và chúng tôi kêu cứu. Thế nhưng mà có mỗi một điều như thế này nữa mà tôi với đồng chí Hồng bây giờ rất là trăn trở chị ạ. Là có một chị y tá, hai mẹ con. Và đồng chí Chu Minh Hồng ấy bảo bây giờ tìm bằng cách nào. Chị ý coi như là làm ở bệnh viện Quảng Hòa. Chị mang đi có 4 lọ bicillin thôi. Thế và chị tiêm coi như là, ví dụ như bây giờ thì không ai tiêm chung đâu chị ạ. Thế và chị coi tiêm dần dần cho tất cả thương binh ai cũng đủ. Mà những cái liều thuốc kháng sinh ấy. Những ai mà nặng thì chị tiêm nhiều hơn tí. Thế còn đâu ít thì chị lại tiêm ít, ví dụ như bị thương nhẹ đấy. Thế thì ví dụ như tôi tiêm đầu tiên thì cái chú thứ ba chẳng hạn đấy bảo chị ơi tiêm cho em ấy. Thế rồi mọi người cứ chị ơi tiêm cho em ấy. Lúc bây giờ chị là có một cậu con trai đi theo cùng với mẹ vào khoảng cỡ 13, 14 tuổi. Thế tôi chỉ biết là như thế thôi, nhưng mà đồng chí Hồng ấy bây giờ bảo tìm làm sao được. Thế thì cũng rất may mà gặp tất cả phóng viên như thế này thì chị cũng có thể là đăng tin là Chu Minh Hồng là cũng đang muốn tìm với chị y sĩ tiêm thương binh mà một mũi tiêm mà tiêm tất cả cho thương binh ở trong hang trong vòng một ngày mà coi như là 4 cái lọ bicillin vậy. Chỉ có thế thôi mà ai cũng cứ chị ơi tiêm cho em ấy. Lúc bấy giờ thì cái tiêm, cái để mà coi như là chống lại các vết thương ấy thì chúng tôi cũng rất cần tiêm. Thế nhưng mà khi được về viện thì lại rất sợ tiêm chị ạ. Mỗi một ngày coi như là mấy triệu đơn vị. Nhưng mà lúc bây giờ trong hang thì cứ chị ơi tiêm cho em ấy. Đấy là như thế. Thế thì cuộc chiến tranh thì nó phải có đổ máu chứ. Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì nó phải có đổ máu, có hy sinh. Thế nhưng mà chúng tôi là những người bị thương thì tiếc là bị thương sớm. Đấy, chị nói với chị như thế. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Dạ. Các bạn có thể thấy là tôi rất là xúc động. Những người thương binh và những người y bác sĩ không có sống, họ đã lần trong rừng cũng không có ăn nữa. Đúng là tôi không nghĩ đến những điều như vậy. Câu chuyện của anh kể thì thực ra lúc đầu là tôi cũng chỉ quan tâm đến những cái liên quan đến cái hang canh giềng. Nhưng mà anh là một thương binh nặng và với những cái vết thương như anh nói đó, là những vết chém, thì tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến của mình, các thương binh mà bị thương như anh không có nhiều. Và có thể nói là tôi là một trong những người mà lặn lội ở cái biên giới phía Bắc với nhiều cái cuộc chiến từ năm 79 cho đến năm 89. Thì cái loại vết thương mà là vết chém thì lần đầu tiên tôi gặp đó là anh. Vâng, vì nó đặc biệt như vậy cho nên tôi rất muốn anh chia sẻ cái câu chuyện mà anh bị thương. Đã. Bắt đầu từ khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới cho đến lúc anh rất tiếc vì phải rời cuộc chiến quá sớm để bước vào một cái cuộc chiến khác. Vâng, trong cái chúng tôi là lúc bấy giờ là một tiểu đoàn là đi ra sau khi tiếng súng ở biên giới vào 12 tiếng chị ạ. 12 tiếng bởi vì chúng tôi là tuyến sau. Thế nhưng mà khi đi ra mặt trận ấy thì rất là hăng hái. Thế và chúng tôi đánh nhau từ chiều ngày 17 và đến ngày 22. Trong suốt những cái ngày đấy là chúng tôi không được ngủ. Đấy, ở biên giới nó rất là căng thẳng. Thế thì đến sáng ngày 22 thì bộ đội mình là gom về một chỗ. Lúc bây giờ là mặt trận rất là ác liệt. Nếu như những người mà tuổi như chúng tôi thì cảm thấy là
là đạn pháo của Trung Quốc nó bắn mà như là mình bắn máy bay của cái thời kỳ năm 68 hay năm 72, nó dày đặc như thế. Và chúng tôi ở trên chốt, chúng tôi nhìn thấy những cái khẩu pháo của Trung Quốc ấy, nó chớp lửa đầu nòng, cái tiếng đề ba của nó, mà nó toàn tuyến biên giới, nó bắn vào một cái điểm của chúng tôi thế, mà đạn nó nhìn lên mà bây giờ y như pháo sáng vậy, nó ban ngày ấy, nó dội vào qua nhà trận địa chúng tôi. Cái dưới hào của chúng tôi là bột nó dày lên vào khoảng 20 cm, đi qua như đi như đi trên bột mì. Đấy, thế nhưng mà chỉ có điều là cái lúc tôi bị thương thì cái trận đánh ấy thì đến bây giờ thì rất nhiều những người còn sống chứng kiến. Thế thì nó lại xảy ra như thế này chị ạ. Tất cả những cái xe chở Trung Quốc lúc bây giờ nó lên thì tôi là một trong những người mà cùng với lại mấy các đồng chí cùng họp với nhau hôm nay đấy, ngồi ở trên đấy, thì tôi mới lúc bây giờ là tôi là cán bộ trung đội. Thế nhưng tôi nghĩ là một cách đánh rất là tuyệt vời. Tôi bảo bây giờ tất cả không được bắn, lệnh là cứ truyền nhau như thế này chị, không được bắn. Thì trên chiến hào là cũng phải chấp hành nha. Thì bộ đội ta lúc bây giờ thì cũng chấp hành là không được bắn để giữ nguyên trận địa. Thế nhưng tôi lại bảo với lại đồng chí cán bộ tiểu đội tôi lúc bây giờ, thì tôi có nói rằng tao sẽ bắn cái xe thứ hai, mày bắn xe đầu, còn cái xe kia thì bắn lúc nào lên lúc ấy. Rồi nhớ như thế, chứ như khi nào tao nổ súng thì được bắn. Thế thì vào cái đoạn cua của cái đèo ở dưới chân đèo Khâu Chỉa, thì chúng tôi lại là phục là cách cái tà lui ở đường với là ở bên trên vào khoảng cỡ 20 mét. Đấy, một cái địa hình chiến đấu rất là ngon đấy, mà đúng vào cái trong cái tính toán của mình. Thế thì vào cái xe, ba xe chị ạ, ba xe Trung Quốc nó đi vào, nó lại không có xe nào coi như là xe nó bịt bạt kín, đằng sau nó là một cái xe UAT, cái xe là xe cán bộ chỉ huy, nhưng hai xe đi đằng trước, nhưng nó đi cách nhau rất là xa, là khoảng 50 mét một cái. Đánh nhau trong cái thế trận đánh rất là khó, nếu bắn cái đầu cái thai nó lại chạy mất đấy, hoặc là nó lại bắn lại. Thế nhưng mà xe bịt kín thì chúng tôi nghĩ là xe nó chở hàng. Thế tôi mới bảo cái cậu bên cạnh nhà tao, cái tránh rất hay, nhưng bao giờ tao bắn mày được bắn. Thế thì cái xe nó vào đoạn cua, thì tôi cầm một quả lựu đạn này, tôi rút chốt ra, tôi không rút chốt, và tôi thả ra cái đầu xe. Thì hai cái thằng ở trong xe nó thò súng ra, nhưng nó lại không phát hiện được mục tiêu, cho nên nó cũng không bắn được. Thế thì cái xe tiếp theo của anh hút vào đít, thì tôi bắt đầu cứ thế thực hiện thôi. Thì kính xe vỡ và lốp xe coi sẹp, nhưng tôi bảo cái đồng chí bắn cùng tôi ấy, là đừng bắn vào thùng xe. Đấy, mình đang đói mà, sợ xe nó cháy rồi lương khô không có ăn, không bắn vào thùng xe. Thế nhưng mà cái xe đấy là nó vẫn cứ yên nắng gì ạ. Xe nó vẫn yên nắng, nó chưa có cái hiện tượng gì. Thế nhưng kỳ tình là xe nó trở lính chị ạ. Thế thì tôi mới thấy ngon ăn quá, tôi mới hô xung phong. Và đồng thời mà đến cái lúc mà tôi quay lại cái chiến trường, tôi xem lại cái ta lui đấy, mình cũng rất là kỳ diệu, làm sao mà xuống được. Nó dốc vào khoảng gần như dựng đứng, thế mà tôi trượt từ độ cao xuống và súng bắt đầu dương lê lên. Súng dương lê lên thì theo cái phản xạ của mình ấy, thì bắn thử mấy phát súng. Thế thì bắt đầu bật ra chị ạ. Bắt đầu lính ở trên xe nó mới nhảy xuống. Nó nhảy thì cũng rất may, bộ đội mình rất là thông minh. Ở trên ấy là bắt đầu lúc bây giờ là thấy tình hình căng rồi. Đấy, và bắt đầu họ bắn xuống. Đấy, bộ đội mình bắn xuống. Thì tôi ở dưới, tôi dựa lưng vào ta lui, vừa dương lê lên, cũng vừa bắn, mà nó nhảy cả vào coi súng mới lại lê các thứ là dính vào lính Trung Quốc hết. Thế nhưng mà lính Trung Quốc nó đông, nó không thể đâm mình được, mà nó không thể bắn mình được. Bắn là nó vào chúng nó ngay. Cho nên là chúng nó nhảy xuống, rồi chúng nó cầm súng, mà có thằng chưa nhảy xuống thì bị đạn của mình bắn xuống, cũng đã chết rồi. Thế thì lúc bây giờ thì trong lúc đánh nhau ấy, thì nó cứ loạn lên, thì nó có một cái điều là tự nhiên nó yên lặng hết vậy. Nó không còn cái gì nữa. Thế thì tôi bảo thôi, tôi đánh nốt hai cái xe này. Đánh nốt hai cái xe này thì quay lại. Thế thì thực sự mà nói, trong lúc vừa đánh vừa đâm, vừa thế này thế nọ, tất cả các thứ thì coi như là súng, nhưng mà dự tính là nó còn hai viên nữa. Trong người thì tôi còn đạn, cái trong cái băng cháo chở đầu đuôi còn đạn. Thế thì coi như là sau khi đánh nốt cái đoạn cuối đấy, lúc bây giờ chỉ có mỗi mình ở dưới thôi. Trên thì bộ đội mình là nó khống chế, thằng nào ra là nó bắn.
Thế nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi, mình với Trung Quốc là màu xanh hết. Đấy, cho nên là nó rất khó phát hiện. Thế thì, nhưng mà chỉ được rất là may và bộ đội mình không ném được đạn xuống thôi. Vâng. Ném được đạn thì khi tôi cũng hy sinh rồi. Thế mà còn một cái thằng lính Trung Quốc nó đang bò này. Thế thì tôi cầm súng thì tôi mới quỳ xuống. Nói xin lỗi chị, tôi bảo bố mày cho mày một viên. Thế nhưng lúc bây giờ tôi nghĩ là không thể bắt sống được nó. Mà bắt sống cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Thôi thì cứ làm luôn đi như thế. Thế thì tôi quỳ xuống, bắt đầu là tôi bóp cò thì súng nó báo tách từng cái gì. Ừ. Súng đấy nó báo cái đạn. Thì cái thằng Trung Quốc nó cũng rất là nhanh. Nó nghe thấy. Nó nghe thấy mà bởi vì nó rất là gần. Thì nó đang giơ tay hàng rồi. Được. Lúc giờ tôi bảo là tôi cũng nói mấy chúng tôi là những lính ở trận nên là đều biết những cái câu bắt tù binh. Được. Bắt nó giơ tay thì nó giơ lên rồi. Được. Thế tôi bảo bố mày cho mày viên. Thì tôi bóp súng, bóp cò nó mới báo súng đánh cái tách bằng ạ. Thì bắt đầu là cái thằng Trung Quốc nó cúi xuống mà nó cầm súng, nó bắt đầu nó cầm súng nó bắn thôi. Được. Thì trong cái thời điểm đấy thì coi tôi chỉ còn cách xử lý là cầm cả khẩu lê và lao vào đó thôi. Thì tôi trúng đạn thì nó trúng lê. Vâng. Đấy, tôi trúng đạn thì tôi trúng đạn thì nó trúng lê, thì lúc bây giờ thì tôi chỉ thấy mát người lên một cái thôi. Thế và không nghe tiếng nổ. Thế và tôi tiếp tục là tôi lao vào tôi nhặt khẩu súng nhưng mà không đứng dậy được. Cứ đứng dậy nó quỵ xuống, không biết mình bị thương. Thế thì tôi mới nghĩ rằng coi như là không biết có phải bị thương không mà tại sao không đứng dậy được. Lúc bây giờ nó khỏe như thế nhưng tự nhiên lại quỵ luôn. Thế tôi mới nghĩ là tôi bị thương rồi. Thế là tôi bắt đầu tôi bò là lại coi như là kéo theo cái khẩu súng ở đường ấy. Vâng. Thế và phát hiện không chỗ nào có mục tiêu nữa. Và lúc bây giờ là cũng hết rồi đấy chứ. Là không còn mục tiêu nữa. Thế nhưng mà những cái thằng mà lính Trung Quốc nó nằm nó dựa nó giả chết các thứ ấy. Dạ. Thì nó có những cái vũ khí thô sơ đấy chứ. Dạ. Thì tôi đang bò thì coi như là một thằng nó cầm dao nó đâm vào mông. Thế nhưng đằng sau thì nó lại có cái bình tông thì nó chỉ sâu vào mông vào khoảng 3 cm thôi, nhưng mà cũng không để ý. Đấy, thế thì mặc kệ nó chứ. Thế thì lúc bây giờ là mệt quá rồi thì mới một cái chân thì kéo lê rồi thì coi đi tiếp được nữa, thì một thằng nó lại đâm vào bụng, nó cầm dao nó chọc thêm vào bụng, bởi vì những cái thằng của nó là nó chưa chết hẳn, mình chỉ đánh coi như vừa đánh vừa đâm thoáng qua thôi. Nhưng lúc bây giờ là những thằng đấy là nó cũng bị thương rồi. Thì nó thì lúc giờ tôi đang lết nghiêng thì nó cầm dao nó lại đâm tiếp một cái vào bụng. Thế nhưng mà cũng rất may là trên mình còn cái bao xe. Được. Cái lực của nó cũng rất là yếu cho nên nó chỉ chặt được coi như là sâu vào bụng chảy máu thôi. Đấy, thế thì coi như là tôi mặc kệ nó. Thế và bỏ tiếp thì nó lại đâm tiếp vào phát vào gót. Đấy là bị 3 nhát dao như thế. Thế thì bắt đầu bò thì tôi nghĩ là nếu như cứ bò như này thì bộ đội mình cũng không biết mình coi như là như thế nào nữa. Thế và có lúc bây giờ kiệt sức cả chị. Nói như thế thôi nhưng thời gian nó rất là nhanh. Thế là có cái may là có một cái vũng nước ở đường ấy. Ở trên cái ta luy nó có những cái chỗ mà lấy nước ở trên cái dẻo đường ấy. Thì rất là khát nước rồi. Tôi mới gục đầu tôi uống. Uống mà uống bằng coi như là những cái gì mà mình thiếu thốn đấy chị. Mình cảm thấy thiếu thốn ấy. Lao đầu xuống uống. Thế và nghĩ rằng uống và chết thôi. Không có sống nữa. Thì lúc bây giờ móc cái ví ở trong người ra đấy. Thì bảo là thôi con vĩnh biệt mẹ. Giờ tiếp ra thì có cái ảnh cho người yêu, bảo vĩnh biệt người yêu. Thế thôi xong lại đút vào túi. Thế và uống tiếp một trận nước nữa. Thế xong bắt đầu bò. Bò thì trong lúc bò thì tôi bò ra giữa đường. Thì bộ đội tôi mới vẫy tay là lúc bây giờ bắt đầu lính mình mới nhảy xuống bắt đầu khênh cho lên. Đấy trong cái bối cảnh ấy như thế nhỉ. Chứ còn đâu này. Chứ không là cũng lẫn anh với cả lính Trung Quốc ấy. Không, lính Trung Quốc thì nó lúc giờ nó chết hết rồi. Vâng, nhưng mà ở trên mình ấy, trên mình là thì anh em không nhận ra mình. Bởi vì là có vào khoảng cỡ hơn chục mét người ta nhìn thấy mình mà. Vâng. Bộ đội ở với nhau. Ừ. Mình là cán bộ nữa cho nên lính tráng nó chăm chú lắm. Nó phát hiện thấy mình là nó. Thế mà sao không vớt ngay từ cái lúc anh đang ở trong rồi, phải đợi lúc anh ra đến đường thì không, nó vướng ta luy chứ. À, không nhìn thấy. Là không nhìn thấy. Tức là anh phải bò ra khuất, khỏi tầm khuất của cái ta luy. Phải bỏ ra ngoài cái tầm đấy. Vâng. Thì lúc bây giờ là anh em nó men theo cái lối mòn xuống. Dạ. Lối cũng rất xa chứ không phải là cái lối mà nhảy như tôi xuống được. Dạ. Bởi vì cái ta luy nó phẳng như thế này thì coi như là bình thường thì không ai dám xuống. Dạ. Thế nhưng mà lúc bây giờ coi đánh nhau nó hăng lắm, coi như trượt xuống này. Là để coi đánh thật khẩn trương nên
có sung lên rồi. Và có lương khô để mà ăn thôi. Anh Bản là, anh Bản là ở cái tiểu đoàn mấy nhỉ? Ở tiểu đoàn 2 chứ. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 2. Vâng, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 567 vâng. Vâng. Khi đấy anh làm cái chức vụ gì? Lúc bây giờ là cán bộ trung đội. Cán bộ là trung đội trưởng hay là? Vâng, cán bộ trung đội trưởng. Trung đội trưởng vâng. Là dưới mình có khoảng hơn chục tay súng. 34 người. 34 người. Vâng. Vâng, vì đợt đấy là mình tiêu diệt cả ba cái xe đó. Vâng, tiêu diệt cả ba xe. Và ba xe chính là ba xe lính ấy. Ba xe nó chở người đấy chứ. Vâng. Trong đó coi nó vào khoảng cỡ vào khoảng 2 trung đội. Vâng. Gấp 2 đơn vị chúng tôi. Vâng. Tiêu diệt luôn đấy. Vâng, đấy gọi là tiêu diệt gọn. Vâng, tiêu diệt gọn. Thế còn một cái xe chỉ huy của nó. Một cái xe chỉ huy thì khi bắt đầu là tôi chưa nói nốt về cái chuyện cái xe chỉ huy đấy. Vâng. Nó phát hiện thấy hai cái xe bị bắn và nó lái xe quay đầu lại. Thì khi nghe tiếng nổ rồi đấy thì bắt đầu là bộ đội mình bắn theo thì vâng. Cái xe đấy cũng bị tiêu diệt luôn, cũng bị. Vâng. Sau này thì cái trung đội của anh có được khi báo công ấy thì cái thành tích thế nào? Sau khi báo công ấy thì đồng chí chính ủy trung đoàn lúc bây giờ thì là khi đồng chí có nói khi bình công ấy chị ạ. Dạ. Khi bình công ấy thì có trong cái mặt trận bình công của trung đoàn 567 đồng chí chính ủy có nói là đồng trung đoàn ta cũng rất vinh dự là có một đồng chí đánh nhau với Trung Quốc bằng lê bắn súng. Dạ. Đấy là như vậy. Dạ. Và đồng chí chính ủy có nói là khi đồng chí về viện thì tôi có hỏi đồng chí thì đồng chí chỉ trả lời là rất tiếc em bị thương quá sớm. Thế thôi, còn đồng chí không nói gì nữa. Và cũng rất là đúng như thế thôi. Đấy, chỉ có thế thôi chứ. Dạ. Như vậy là đúng là lần đầu tiên mà tôi qua câu chuyện của một thương binh mà có thể nhìn thấy một cái mặt trận khác. Một cái mặt trận khác đầy cảm xúc của những người lính không cầm súng. Và có lẽ là cũng như tôi, một cái cảm xúc rất là lẫn lộn giữa cái niềm tự hào, nỗi đau trong câu chuyện của các cựu chiến binh. Và tôi cũng nghĩ rằng là chia sẻ của anh Bản còn mang thêm một cái thông điệp nữa, đó chính là tìm lại cái người bác sĩ mà có một người con trai đi cùng. Thì rất mong quý vị và các bạn chia sẻ câu chuyện để cho các cựu chiến binh của chúng ta có dịp gặp lại ân nhân của họ. Và câu chuyện của chúng tôi thì tạm dừng tại đây. Sau một ngày cũng khá là bận rộn và nỗ lực. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn anh. Vâng ạ.